và toàn bộ là trương bên cơ sở nhà em làm, là trương liền khối các bác ạ. Tất cả gỗ các anh em bên cơ sở nhà em này hoàn thiện này, luột trẻ luôn các bác nhá, luột trẻ toàn bộ là tê bên cơ sở nhà em làm, là tê đặc các bác, tê đặc. Và T là T hình chữ S, T đặc hình chữ S nha. Mặt bên em xẻo nguyên một tấm và làm dày là 2 phân. Hàng Vân tuyển chọn nha, các bác nhìn xem này. Vâng, xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Cái xưởng bán đồ gỗ tận gốc. Và lại là em Hùng Viện đây. Và trong video ngày hôm nay thì em xin trân trọng giới thiệu đến các bác một bộ sản phẩm Louis Hoàng Gia, mẫu mới nhất năm 2021. Và mẫu sản phẩm này bên trong thời gian vừa qua bên nhà em bán rất là chạy và được rất nhiều khách hàng tin dùng và sử dụng. Thì trước mắt các bác đây là một bộ sản phẩm Louis Hoàng Gia hàng 6 ngón gỗ hương đá. Bộ sản phẩm này bên cơ sở nhà em vừa mới hoàn thiện đều và xong. Thì hôm nay em xin quay một video clip ngắn để em giới thiệu với các bác chi tiết bộ sản phẩm này và em sẽ báo giá công khai cho các bác nhá. Thì các bác lại gần đi cùng em, đi vào bên trong cái bộ sản phẩm này. Bộ sản phẩm này thì bên cơ sở nhà em làm là bao gồm là 6 món. Như trên màn hình các bác xem đây, gồm một đoạn lớn này và hai ghế con. Ở giữa là một bàn to và ở trên bàn to là một chiếc đôn kẹp bàn. Và đầu tiên đây là một chiếc đôn thấp. Thì bộ sản phẩm này bên cơ sở nhà em làm là theo quy cách là hàng trương liền, dày 10 phân, vách liền, đục trơn dày 3 phân, hàng tê đặc nguyên khối và là mặt dày 2 phân. Khuôn tranh nhá, bộ sản phẩm này em làm dày 5 phân này, yếm dày 4 phân, chân 14, hàng trọn vân, đẹp thôi rồi luôn các bác ạ. Đầu tiên thì em xin giới thiệu chi tiết chiếc đoạn dài này. Đoạn dài bên cơ sở nhà em làm là đoạn dài là 2m50 và sâu là 77, cao là 1m49. Và toàn bộ là trương bên cơ sở nhà em làm là trương liền khối các bác ạ. Trương liền khối đục là đục mé sửa tê và là hàng đục chạm khắc là hoa là tây, chạm khắc hoa hồng. Đây nha các bác xem này, hàng hoàn thiện rất là kỹ, bên cơ sở nhà em làm là hoàn thiện qua 5 lớp BOM. Sơn là sơn G7, sơn tốt nhất cái dòng Đài Loan này các bác. Đây các bác xem này, đục tỉa hai mặt các bác nhá. Cả cái trương này bên cơ sở nhà em làm là trương liền khối này các bác xem này. Đó, tất cả góc quách này các bác xem nhá, hoàn thiện rất là tinh kỹ. Cái vách này, vách cơ sở nhà em làm là vách dày 3 phân và là toàn bộ là hàng trộn vân. Đó, vách là vách đục trơn. Vách đục trơn này thì các bác nhìn thì vân rất là đẹp các bác nhá. Vân để đó, vân trộn này. Và giữa vách bên cơ sở nhà em đục là đục hoa hồng, chạm khắc đục hoa tây theo đúng kiểu dáng là tân cổ điển. Đó, đây các bác xem này, hàng vân tuyển chọn đẹp thôi rồi luôn các bác ạ. Cái mặt này các bác xem này. Đó, em này em thích nhất cái mặt của bộ sản phẩm này, vân cực kỳ đẹp các bác nhá. Vân này, đỉnh của đỉnh luôn các bác ạ. Mặt toàn bộ mặt bên em xẻo nguyên một tấm và làm dày là 2 phân. Hàng vân tuyển chọn nha các bác nhìn xem này. Như trên mình các bác xem này. Vân đẹp thôi rồi luôn các bác ạ. Đó, mặt dày 2 phân này. Còn toàn bộ là tê bên cơ sở nhà em làm là tê đặc các bác ạ. Tê đặc và tê là tê hình chữ S. Tê đặc hình chữ S nhá. Tê nguyên khối, cả 6 tê một sản phẩm này. Đấy. Và khuôn tranh này, khuôn tranh cơ sở nhà em làm là dày 5 phân này. Dày 5 phân nhá các bác nhá. Toàn bộ là khuôn tranh với cả yếm bên cơ sở nhà em làm vén cong, nhìn trông dáng rất là dẻo. Và chân là chân 14, đục là đục hoa tây. Đục hoa là tây, chân 14, yếm làm dày 4 phân các bác ạ. Mẫu sản phẩm Louis Hoàng Gia này thì trong thời gian vừa qua bên nhà em bán cực kỳ là chạy, được rất nhiều khách hàng tin dùng và sử dụng. Mẫu Hoàng Gia này thì các bác nào mà có những mẫu phòng khách nhà ống, nhà hiện đại và đặc biệt hơn là nhà tân cổ điển thì kê vào bên trong phòng khách nhà mình nhìn trông rất là đẹp nha các bác nhá. Mặt sau này hoàn thiện đều đẹp như mặt trước, đục tỉa hai mặt, hàng hoàn thiện rất là kỹ. Các bác nào mà xem được video clip này của em mà thấy hay thì các bác cho em xin một nút like và nút đăng ký kênh nhá. Bộ sản phẩm Louis Hoàng Gia 6 món hàng VIP này bên cơ sở nhà em đang bán với giá là 72.800.000 các bác nhá. 72.800.000 giá hoàn thiện đẹp kỹ. Và đến sản phẩm thứ hai là một chiếc bàn lớn này. Bàn lớn bên cơ sở nhà em làm với kích thước cực kỳ là to các bác nhá. Mặt bàn làm xẻ nguyên một tấm và làm kích thước là rộng là 81, dài là 1m67, dài 1m67 và mặt bàn đục là đục khung gương các bác. Đây, hàng hoàn thiện này, xà luột trẻ mắt thắt luôn các bác nhá. Đục khung gương và chạm khắc đục hoa tây. Đấy, toàn bộ là khuôn tranh bên cơ sở nhà em làm vén cong. Xà thì luột trẻ nhá, hoàn thiện này. Vân veo một sản phẩm này đẹp thôi rồi luôn các bác. Khuôn tranh bên cơ sở nhà em làm dày là 5 phân. Bàn là bàn đông ngăn kéo để cho các bác kéo ra cái vào đồ này. Kể cả ngăn kéo bên cơ sở nhà em cũng hoàn thiện bên trong nha các bác nhá. Hoàn thiện cả trong. Yếm dày là 4 phân. Chân là chân 14, được chạm khắc đục là hoa tây. Chân 14. Đây các bác xem trên mặt bàn này. Đó. Hàng là hàng trộn vân nhá các bác. Bộ sản phẩm Hoàng Gia này bên cơ sở nhà em làm là mẫu mới nhất năm 2021. Và đến với hai sản phẩm tiếp theo này
là hai chiếc cái đơn thì bên cơ sở nhà em làm theo cùng một thông số kỹ thuật là sâu là 77 và rộng là 1m1, cao là 1m48 và toàn bộ là trương. Bên cơ sở nhà em làm là trương liền khối. Trương liền khối, đục là đục hoa là tây, chạm khắc là hoa hồng. Đấy các bạn xem này, hàng hoàn thiện BOM rất là kỹ. Đấy các bạn nhìn này, tất cả góc cách nhá. Bên cơ sở nhà em này hoàn thiện này. Đấy, luột trẻ luôn các bạn nhá, luột trẻ. Toàn bộ vách là bên cơ sở nhà em làm là vách đục trơn và làm dày là 3 phân. Vách đục trơn làm dày 3 phân. Te là te đặc nguyên một khối các bạn, te đặc nguyên một khối. Và mặt thì là mặt xẻo nguyên một tấm, dày là 2 phân. Hàng trọn vân, hoàn thiện BOM đây các bạn xem đây. Sờ luột trẻ ma thát luôn các bạn. Khuôn tranh này, khuôn tranh bên cơ sở nhà em làm dày 5 phân này. Toàn bộ là khuôn tranh, yếm em làm là vén cong. Đấy, trông rất là dẻo này các bác xem này. Đấy, trông dáng rất là dẻo. Và chân là chân 14, yếm dày 4 phân. Chân 14, yếm dày 4 phân các bác ạ. Và các bác nào mà có những bình luận, nó có ý kiến gì thì hãy comment ở dưới phần bình luận ý kiến giúp em nhé. Đấy, và chiếc ở đây còn lại đây. Và đến với sản phẩm thứ 5 là một chiếc đôn kẹp bàn. Thì bên cơ sở nhà em làm theo thông số là 81, dài 81 và rộng là 50. Mặt đôn này cũng làm dày là 2 phân và làm xẻ nguyên một tấm. Khuôn tranh bên cơ sở nhà em làm dày 5 phân nhé các bác nhá. Hàng hoàn thiện đây các bác xem này, xà luột trẻ, yếm dày 4 phân. Yếm là đục là hoa là tây. Đấy, và đến với sản phẩm cuối cùng là một chiếc đôn thấp lề bên cơ sở nhà em làm này. Theo thông số là 50x50 và mặt đôn làm là xẻ nguyên một tấm. Hàng trọn vân toàn bộ các bác nhá. Hàng trọn vân toàn bộ. Khuôn tranh dày 5 phân. Yếm đục là hoa là tây toàn bộ. Và cả bộ sản phẩm này thì các bác sẽ kê vào khoảng diện tích là khoảng 15m là kê thoải mái các bác nhá. Cả bộ sản phẩm hoàng gia hàng VIP này. Đấy, khoảng 15m là các bác kê được bộ sản phẩm này. Và em xin báo giá công khai luôn với các bác là bộ sản phẩm này là bên em đang bán với giá là 72.800.000 nha các bác nhá. 72.800.000 đồng bộ sản phẩm hoàng gia mẫu mới nhất năm 2021, hàng VIP này. Hoàn thiện đẹp kỹ này. Và kèm theo đó là một chiếc kệ tivi mẫu là mẫu Louis hoa hồng, mẫu là mẫu đục te các bác nhá. Đục te toàn bộ và hàng là hàng siêu VIP, siêu đỉnh cao các bạn. Kệ tivi này bên cơ sở nhà em làm là kích thước là dài là 2m4, rộng là 50 và cao là 81. Toàn bộ là mặt ván bên cơ sở nhà em làm là mặt ván nguyên một tấm và làm dày là hạ, dày là 1/8. Dày 1/8 và hàng hoàn thiện BOM đẹp kỹ. Đấy, vân veo tuyển chọn đẹp cực kỳ đẹp. Và cánh này, cánh bên cơ sở nhà em làm là toàn bộ là đục là kiểu dáng là tân cổ điển và là đục hoa hồng, hàng đục te nhá các bác nhá. Đục thủ công mỹ nghệ với te 100%. Khuôn cánh bên cơ sở nhà em làm là khuôn cánh dày 4 phân. Khuôn cánh dày 4 phân. Đấy, hoàn thiện kể cả bên trong nhá các bác nhá. Ván cánh dày 3 phân, hàng đục te kinh bong. Đục te các bác nhá. Đục tay toàn bộ này, các bác xem này, rất là đẹp. Mẫu kệ tivi Louis hoa hồng này thì các bác kê với những mẫu sản phẩm như Louis hoàng gia thì cực kỳ là đẹp, các bác nhá, rất là hợp. Và đặc biệt hơn thì chiếc kệ tivi Louis này bên cơ sở như em làm thiết kế là kệ phẳng, các bác để các mẫu kệ tivi to để kê thoải mái các bác nhá, rất là hợp. Và chiếc kệ tivi mẫu Louis hoa hồng này bên cơ sở như em đang bán với giá là 23.800.000 nhá. Kệ tivi hoa hồng, hàng đục te kinh bong, hàng siêu VIP. Đấy, ván cánh toàn bộ là dày 3 phân, khuôn cánh dày 4 phân. Mặt là mặt nguyên một tấm dày 1/8, hàng đục thủ công mỹ nghệ bằng te, hàng siêu VIP này. Giá là 23.800.000. Đấy, và các bác nào mà quan tâm mẫu sản phẩm Louis Hoàng Gia với một chiếc kệ tivi mẫu hoa hồng hàng VIP này, các bác liên hệ qua hotline Zalo của em là 0886254 quý 0. Hoặc là muốn đến trực tiếp cơ sở nhà em là cạnh cây xăng Cầu Bài thuộc xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Các bác có thể đến trực tiếp cơ sở nhà em để xem tất cả các mặt hàng từ mộc cho đến hoàn thiện nhé các bác nhá. Còn mua hàng bên cơ sở nhà em sẽ có những chế độ ưu đãi là miễn phí vận chuyển trong bán kính 50 km và tặng các bác một bộ kính bàn, kính đôn dày 1 phân và trở tận nhà các bác. Còn chế độ bảo hành bên cơ sở nhà em là bảo hành cho các bác 10 đến 35 về chế độ chất liệu của sản phẩm để các bác có thể yên tâm dùng đồ gỗ của nhà em ạ. Và em xin báo giá công khai với các bác một lần nữa là một bộ Louis Hoàng Gia hàng VIP mẫu mới nhất năm 2021 này. Bên cơ sở nhà em làm từ chất liệu hương đá Lam Phi. Kích thước độ dày là trương liền dày 10 phân, vách là vách đục trơn dày 3 phân, te đặc nguyên khối hình chữ S, mặt dày 2 phân, xẻ nguyên một tấm, khuôn tranh dày 5 phân. Chân 14, hàng xó món, hàng đỉnh cao này bên cơ sở em đang bán với giá là 72.800.000. Và kèm theo đó là một chiếc kệ tivi mẫu Louis hoa hồng, hàng đục thủ công mỹ nghệ bằng tay, dài 24, hàng VIP, gỗ hương đá. Em đang bán với giá là 23.800.000 nhá. Các bác nào mà quan tâm hai sản phẩm này thì hãy liên hệ hotline Zalo của em là 0886254 quý 0.
nhá. Em xin cảm ơn tất cả các bác đã bớt chút thời gian để xem hết video clip về của bên cơ sở nhé em. Và em xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào những video sau. Xin chào.